Và chúng ta đã vừa xem qua màn phỏng vấn của Wei Wei rồi, và có vẻ như là đây là sẽ là một trận đấu rất là căng thẳng giữa Fnatic cũng như là Weibo. Go. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với bài bình luận nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chung Kết Thế Giới 2023 và chúng ta sẽ đến với cuộc đấu giữa Weibo Gaming và Fnatic. Và chắc chắn rồi, đội nào thua cuộc trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là đội phải chia tay với giải đấu, trong khi đó đội tuyển giành chiến thắng sẽ bước tới vòng tứ kết với tỷ số là 3-2. Và tới giờ thức giấc rồi, tôi với anh Chí sẽ cùng đồng hành với các bạn ngay ở trong ván thi đấu này. Ván thi đấu thứ nhất giữa hạ tuyển Fnatic đấu với cả Weibo. Fnatic họ sẽ ở đội xanh. Họ sẽ cấm đi Nico, họ cấm đi Rumble cùng với cả Kalista. Trong khi đó thì Weibo họ đã cấm đi Saya cùng với cả là một con bài ra bàn. Đúng, mọi thứ đang nóng lắm rồi và chúng ta không có quá nhiều thời gian chờ. Chúng ta đang ở ngay những cái lượt cấm đến từ cả hai bên. Kalista, Rumble, Nico là những lượt cấm được xem là cấm vào meta hiện tại. Còn phía bên kia thì Weibo Gaming cũng có một cái sự gọi là tôn trọng với Fnatic khi họ cấm Maokai, họ cấm Zavan và Saya. Đúng là như vậy, những vị tướng có khả năng bùng nổ sức mạnh về giai đoạn sau, đặc biệt là team phải đã được Weibo họ cấm đi. Trong khi đó thì Fnatic họ quyết định lấy luôn là một con bài Orianna trong tay của Humanoid, người đã gánh team rất mạnh nhưng không thành công với con bài Orianna này ở trong cặp thi đấu MOBA trước đó. Trong khi đó thì Weibo bây giờ họ đã quyết định lấy luôn cặp đôi Reata cùng với cả Poppy. Hai vị tướng này có khả năng cover rất mạnh và chống những vị tướng mang thiên hướng lao vào. Và cái thế này không thể nào đẹp hơn để cho Sehu cầm cái gì? Cầm con Azi ở khu vực đường giữa với một cây mưa kiếm. Và nó sẽ khiến cho Humanoid ở khu vực đường giữa gặp rất nhiều khó khăn trong cái khả năng đi đường của mình. Và rất nhanh Fnatic bây giờ họ lại đang nhá vào con bà Aphelios này. Họ nhận ra rằng là đối phương đã có những vị tướng có thiên hướng là bảo kê. Họ quyết định một lối chơi là bảo kê ngược lại, và thậm chí họ có thể đánh một vị tướng mang thiên hướng đẩy lẻ ở đường trên ở trong ván thi đấu này. Aphelios đã chốt rồi. Bây giờ sẽ là vị tướng nào đây? Có thể họ sẽ pick rừng hoặc là support luôn ở trong tiếng này, bởi vì đối phương đã lộ ra Renata ở vị trí support. Renata nhưng mà chưa lộ xạ thủ, cho nên bây giờ chọn cặp mid rừng có vẻ như là hợp lý nhất cho bên phía của Fnatic. Nhưng để kết hợp với Orianna trong tình huống này thì còn những vị tướng nào không? Họ đang nhá khu vực bên trên, họ sẽ chọn trước Kassante do Oscarini ở khu vực bên trên. Như vậy là hai team đều đang sử dụng những vị tướng mang thiên hướng cover cứ rất mạnh ở trong ván thi đấu này. Rồi Weibo họ đang nhá vào Zeri để đối đầu lại với cả Aphelios, và thậm chí là Jack ở trong ván thi đấu này đang được hở ra. Liệu Weibo họ sẽ chốt xạ thủ hay là họ sẽ hướng tới vị tướng đường trên đây? Rồi quyết định đó là Zeri dành cho Weibo trong tay của Lai. Nghĩa là bên phía của Weibo Gaming đang có một sự tự tin dành cho Lai, chứ trong trường hợp này thì tôi nghĩ là Sehu sẽ là người được ưu tiên nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đến với những lượt cấm tiếp theo của cả hai bên. Bên phía của Weibo Gaming sẽ họ hạn chế đi ở bên trong khu vực rừng và hỗ trợ. Tầm này thì còn con nào? Nautilus, hợp lý. Nautilus, hợp lý. Kết hợp tốt với cả Pelos, và hơn nữa là có khả năng là chơi trên cơ một chút xíu so với cả Reata trước cấp độ 6. Do đó quyết định cấm đi Nautilus là một lựa chọn an toàn dành cho Weibo. Fnatic họ cấm Azir hay không? Azir trong tay của Xiaohu vẫn là vị tướng mà giúp cho Xiaohu có thể phát triển được sức mạnh và đội hình nữa. Do đó thì nếu như cẩn thận và an toàn, Fnatic họ có thể cấm đi là Azir trong tiếng này, hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà khi không chọn Azir trước ở trong lượt 3 từ bên phía của Weibo Gaming, nghĩa là họ đang có những cái ý đồ nhất định cho người chơi khu vực đường giữa của mình. Cho nên việc cấm Azir này có thể là một trong những thứ mà Weibo Gaming đã có thể chuẩn bị được rồi. Và giờ đến với lượt cấm tiếp theo của Weibo Gaming, nếu chắc kèo thì nên cấm luôn những vị tướng có khả năng gọi là hỗ trợ tốt dành cho con Aphelios ở khu vực ở dưới, nhưng không, quyết định là cấm đi Ivern. Ivern cũng là một lựa chọn mạnh dành cho Fnatic ở trong ván thi đấu này để giúp cho Orianna cùng với cả Aphelios xả sát thương về giai đoạn sau. Giai đoạn early game với con Ivern hơi yếu một tí xíu, nhưng ít nhất là Ivern nó sẽ giúp cho đội hình của Fnatic dễ chơi hơn về giai đoạn sau rất nhiều. Rồi, Weibo quyết định cấm đi Ivern ở trong tình huống này. Trong khi đó thì Fnatic họ còn một lượt cấm cuối cùng và quyết định cấm đi Syndra. Như vậy Weibo bây giờ họ muốn đánh vị tướng make play ở đường giữa hay chăng? Ví dụ như là Nico, ví dụ như là Ahri chẳng hạn. Hay là muốn đánh những vị tướng mang thì được farm, khi mà con bài Victor cũng khá là phù hợp dành cho Weibo. Bởi Victor không thực sự ngán con bài Orianna trong giai đoạn đi lane. Để xem. Thật ra thì khi mà chọn được bởi bên trong khu vực rừng á, sẽ ưu tiên cái khả năng farm đến từ mid để tạo ra được một rừng tăng và hai mũi sát thương dành cho Weibo của mình ở giai đoạn về sau. Nhưng đời sai lại tiếp tục là đời sai.
anh ta lại tiếp tục phát con Aatrox lên khu vực trên để đối đầu với lại một chiến tướng KCT phía bên kia, điều anh ta đã làm rất tốt trong cặp đấu trước đó với Mad Lion. Rồi, đó là con bài Aatrox trong tay của Zerside. Zerside đang có phong độ khá là bay ở thời điểm hiện tại, và anh ta cầm con bài Aatrox này cũng tạo ra được những đột biến nhất định. Và hơn nữa, anh ta có rất nhiều điểm solo kill trước người chơi đứng trên của đối phương ở trong trận đấu trước, do đó thì sẽ là một con bài Aatrox trong tay của Zerside. Bây giờ Fnatic họ đang nhá vào xe Zhonny, họ quyết định sử dụng xe Zhonny để hỗ trợ dành cho Orianna. Trong khi đó thì Sona, một vị tướng mang thiên hướng là rất mạnh từ giai đoạn sau, đang được nhá, nhưng quyết định của họ đang nhá vào Bart. Bart ở trong điều này, Bart sẽ cho là vị tướng hợp lý hơn nhiều so với cả một con Sona cần thời gian farm. Nhưng Milio cũng đẹp nha, Milio sẽ hợp lý hơn hẳn so với cả một con Janna. Janna thì cần tương đối nhiều thời gian để tăng tiến sức mạnh, và hơn nữa là anh ta vị tướng này nó sẽ khiến cho xạ thủ hơi khó chơi ở thời điểm đầu ván đấu. Rồi, quyết định là Milio dành cho Fnatic. Và đội hình của họ là một đội hình giao tranh tổng rất mạnh, với khả năng chống chịu tốt, sát thương thì dồi dào. Nhưng giai đoạn đi lane của họ sẽ gặp một chút vấn đề. Còn bây giờ Weibo đang nhá vào Sylas. Sylas được chốt dành cho Seohu, thì đây sẽ là một ngày mà Seohu muốn lấy lại cái phong độ của mình đã mất ở trong cặp đấu trước đó. Và bên phía của Weibo Gaming đã hoàn thiện xong đội hình của mình rồi. Nhưng tôi cảm giác thích con Milo của Fnatic nha. Tại vì con Milo này nó khiến cho Renatalas tương đối khó vận hành trong giai đoạn tổng. Với cái chiêu cuối của mình, nó khiến cho cái chiêu cuối của Renatalas hoàn toàn không có quá hiệu quả. Không sao cả anh chị ạ. Weibo họ có 3 vị tướng ở khu vực cánh trên đánh giao tranh 2v2, 3v3 rất mạnh sau đối phương. Đi đường thì có thể có một chút khó khăn với Sylas, với cả Aatrox. Nhưng nếu như đánh sứ giả ở thời điểm đầu ván đấu thì chắc chắn là Weibo họ được đánh giá là mạnh hơn so với đối phương khá nhiều ở trong tiểu này. Do đó, đó chính là điều kiện thắng của Weibo. Hai món, một món hay hai món, họ sẽ phải đẩy nhanh tốc độ ván đấu. Trong khi đó thì Fnatic, đội hình của họ là đội hình team fight, càng về giai đoạn sau họ sẽ càng có lợi so với đối phương. Ở cái thế khi mà chọn Sejuani với Bubby á, thường á, Sejuani phải là vị tướng tạo ra độ đột biến nhiều hơn. Nhưng khi mà bước vào trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là Quay mới là người cần tạo ra đột biến ở hai khu vực đường đơn của mình, để có thể giúp cho Slash, giúp cho Aatrox có được lợi thế trong khoảng thời gian đầu, và giúp cho họ có một khả năng 3-3 ở sứ giả cụ thể hóa hơn so với là tới phía bên kia. Đồng ý với anh chị. Tuy nhiên có một điểm là nếu như Sejuani phản ứng ngược lại cũng sẽ là khó khăn nha, đặc biệt là những tình huống phản ganh. Bởi vì hai liền đơn của Fnatic ở trong ván thế này, họ sẽ có những cái lợi thế nhất định, đặc biệt là trước cấp độ 6. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với ván thi đấu thứ nhất, cặp thi đấu giữa hai đội tuyển Fnatic đối đầu với cả Weibo. Và đây sẽ là cặp thi đấu ở vòng 22, không còn bất cứ một cơ hội nào dành cho đội tuyển nào mắc sai lầm. Weibo Gaming họ liệu có thể có được một cái bước tiến xa hơn khi mà lần đầu bước đến chung kết thế giới này hay không? Chúng ta đến với cặp đấu, chính xác là ván đấu đầu tiên trong cuộc đấu giữa Weibo và Fnatic. Và trước khi đến với ván thi đấu đầu tiên này, rất mong quý vị và các bạn có thể để ra một lượt like, một lượt subscribe dành cho kênh VZ Lê Bình Thoại, để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau tại chung kết thế giới 2023. Ván thi đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Fnatic họ sẽ ở đội xanh, trong khi đó Weibo họ sẽ ở đội đỏ. Chúng ta sẽ điểm qua ngọc siêu cấp đến từ cả hai team. Razup là một cái dư chấn, quyền năng đến từ Oscar Rini chắc chắn rồi. Humanoid là một cái thang tốc pha, bước chân tốc đến từ Noah, và là một cái triệu hồi Ari bởi Chimby. Anh ta sẽ cường hóa một chút khả năng búp dành cho người chơi xạ thủ, và đồng thời là rỉa máu với những đòn đánh tay trong giai đoạn đi đường. Trong khi đó Chris là một cái hộ vệ lại, là cái sẵn sàng cái nhịp độ chết người. Trong đó Xiaohu đòn phủ đầu rất tự tin nha. Weiwei là một cái thang tốc pha. Vậy thì ở Xiaohu anh ta sẽ hướng đến việc là full Wii, và sau đó là tận dụng những tình huống Wii tầm xa của mình và khiến cho Humanoid gặp một vài khó khăn trong cái khả năng đi đường. Còn trong khi đó khu vực nơi dưới, với việc cầm cái hộ vệ này thì Weibo Gaming thể hiện rõ cái ý đồ là họ sẽ muốn đánh phòng ngự nhiều hơn so với việc là cố gắng tấn công vào đối phương. Và tôi nhìn qua cái cách là sử dụng ngập đến từ Weibo, anh ta sử dụng cái Tatofa kết hợp với cả Thủy Thượng Phiêu, điều này đồng nghĩa việc là anh ta sẽ di chuyển rất là sớm trên bản đồ, có thể farm 3 bãi con rừng và can thiệp luôn nếu như anh ta nhận thấy rằng đối phương đang gặp khó khăn trong việc trao đổi chiêu thức. Bây giờ Poppy khởi điểm với bãi chim, nhưng anh ta đã ăn phần rừng trên mắt của đối phương rồi. Trong khi đó thì một con bài Sejuani đang khởi điểm mảng trên và anh ta chưa bị lộ tầm nhìn. Rồi, có những cái tín hiệu tạm dừng game nhất định từ một bên nào đó trong cặp trận đấu này. Vì đây là cuộc đối đầu giữa Weibo Gaming và Fnatic, cho nên chắc chắn những tình huống dừng game này sẽ để lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhưng mà tín hiệu hiện tại thì Fnatic đang là người dừng game, đang là đội dừng game. Và không biết là anh Chí nghĩ sao về chung kết thế giới hôm nay? Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian nghỉ, thì chúng ta sẽ bàn luận một chút xíu về những cái trận đấu đã qua, những cái kết quả đã được diễn ra. Thì anh Chí cảm nhận sao về những đội tuyển đã bước vào vòng trong? Thật ra thì tính đến thời điểm hiện tại, chung kết thế giới đang chưa có quá nhiều bất ngờ. Cái bất ngờ lớn nhất là
xuất phát từ LEC kìa. Khi mà Jeju lại là đội thất bại trước NRG trong ngày thi đấu hôm qua và khiến cho Jeju bỗng dưng bây giờ lại là đội gặp rất nhiều khó khăn khi họ lát nữa sẽ phải đối đầu với BLG. Còn trong khi đó, những cái kết quả còn lại thì đều là những cái kết quả mà phần nào đó chúng ta có thể mường tượng được. Và rõ ràng là BLG cũng đang tỏ ra một chút thất vọng đúng không anh chị? Đúng. Đúng là như vậy, và thậm chí là Jeju hai trận đấu đầu tiên họ đánh rất là giòn giã, nhưng hai trận đấu sau thì họ đánh như mơ ngủ vậy, và tình thế bỗng dưng đẩy họ vào một thế khó. Bởi vì ở trận đấu quyết định họ lại gặp một đội tuyển được đánh giá là rất mạnh của khu vực LPL. Mặc dù đội tuyển đấy đang có phong độ không được tốt cho lắm, nhưng vẫn sẽ là một đối thủ rất khó chịu nha. Trong khi đó thì DK, D plus kia rất đáng tiếc, hai trận đấu đầu tiên họ thua, và do đó thì họ bị dồn vào thế chân tường. Họ chỉ tìm được hai đối thủ được đánh giá là yếu hơn mà thôi. Và tỷ số là 2-2 đã đẩy cho họ đến gặp KT Roster. Và từ đó thì D-Plus Kia đã bị loại. Rất đáng tiếc dành cho Dev cùng với những người đồng đội. Nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ thấy một điểm. Đó là D-Plus Kia họ vẫn thiếu đi một cái gì đó ở chung kết thế giới năm nay. Anh chỉ nghĩ nó là cái điều gì? Tôi nghĩ là sức mạnh tình bạn. Có vẻ như là chúng ta đã mất đi toàn bộ, hình như là đã mất đi toàn bộ đội hình của nhà vô địch chung kết thế giới 2022 rồi đúng không? Chúng ta không còn Kingen, chúng ta không còn JK, Parasite đã đi bằng chính VCS của chúng ta. Rồi ai nữa? Tới Dev. Barrow thì ở nhà. Barrow thì ở nhà sẵn rồi, không cần phải nói tới. Và bây giờ thì đã là Dev, cái tên cuối cùng cũng đã phải chia tay tại kỳ chung kết thế giới này. Nó cho thấy một điều là cái sự đào thải của các kỳ chung kết thế giới nó đang là rất khốc liệt, khi chưa có bất kỳ đế chế nào thực sự tồn tại ở trong khoảng thời gian từ 2017 cho tới thời điểm hiện tại. Đúng là như vậy, không giống như thời xưa khi mà nhà T1 hay trước đó là SKT, họ đã vô địch chung kết thế giới hai mùa liên tiếp và thậm chí là họ đã thống trị ở thời điểm đó một cách tương đối lâu và tương đối dài hơi. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy một điểm là những đội tuyển mạnh thường được kỳ vọng nhiều, họ sẽ gặp khó khăn. Vô địch năm trước thì vô địch năm sau kiểu gì cũng sẽ gặp những cái bất lợi nhất định. Nhưng có một điểm năm nay, đội tuyển mà được đánh giá là có nhiều fan nhất ở Liên Minh Thoại Việt Nam hay là trên Liên Minh Thoại thế giới đi, đó là T1, thì họ lại không được kỳ vọng nhiều như mọi năm. Thì kỳ vọng nhiều tôi thấy là thường sẽ vấp cỏ. Còn năm nay tôi nghĩ là T1 họ sẽ tạo ra được một cái gì đó đó. Rõ ràng cái phong độ T1 ở tại chung kết thế giới thì họ luôn luôn có cái sự ổn định. Mặc dù là cái thất bại trước Gen.G có phần nào đó hơi đáng tiếc dành cho T1, nhưng mà với cái hiệu số này, ít nhất T1 vẫn sẽ né được những đội tuyển 3-0 bước vào sau là Jindong, là Gen.G, và giúp cho họ có được một cái bước tiến cao hơn để có thể bước vào những vòng sau của chung kết thế giới. Còn trong khi đó, nếu như mà hỏi rằng có một cái gì đó tồn tại vĩnh cửu, không chính xác là không phải là tồn tại vĩnh cửu mà là luôn luôn tồn tại qua các mùa chung kết thế giới kể từ tầm 2019 cho đến thời hiện tại hay không, tôi nghĩ rằng là có. Đó chính là Seed 2 LPL. Có vẻ như là chia buồn cho các fan của Seed 2 LPL khi mà từ 2019 tới giờ thì các bạn chưa bao giờ được hạnh phúc. Nhưng mà tôi muốn hỏi Chí một điều, đó là vừa rồi có một fan hâm mộ đã ghi ở trên cái bảng, đó là LEC chiến đấu vì slot đến với vòng tứ kết. Thì hôm nay có hai đội tuyển bước vào vòng trong, bước vào vòng 22 này, đó là Fnatic cùng với Jeju Esports. Thì anh Chí có nghĩ rằng là LEC sẽ có một đại diện không? Bởi vì NA đã có một đại diện rồi, NRG hôm qua. Nếu như mà khu vực EU không có đội nào vào, chắc là năm nay EU khá là mối mặt đấy. Nhưng rồi, thôi bỏ qua chuyện đấy sang một bên đi. Tạm thời chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến ở trong ngày thi đấu này. Liệu rằng là EU có được bất cứ một đại diện nào tiến vào vòng tứ kết hay không? Thì câu trả lời sẽ có ở cặp thi đấu này và cặp thi đấu sau. Oscarini đối đầu với cả một đội chấp cho tay The Side đang trụ lên khá là tốt nha, bởi vì rõ ràng một đội chấp cấp độ như cấp độ đầu thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vai trò đi đường đơn của mình. Cấp độ 2 trước từ bên phía của Weibo ở khu vực nửa dưới, và với cái việc lên được cấp độ 2 như thế này thì Weibo lại có được khả năng control wave ở khu vực nửa dưới, nó giúp cho họ không bị tác động từ Razor quá nhiều nếu như họ kiểm soát thế lính tốt. Còn trong khi đó phía bên kia, Weiwei đang có một vòng rừng 3-7 kết thúc ở đá và đang có thể tí lên khu vực nửa trên nha. Đúng là như vậy, anh ta cầm thị trường phiêu nên là muốn di chuyển càng nhanh càng tốt ở trên bản đồ để can thiệp sang đường đơn. Nhưng có lẽ Kassante của Oscar Rinin, anh ta giữ được một lượng máu ổn ở đường dưới, có tấn công ngược của Jimmy. Nên nhớ rằng Noah khởi điểm với lưỡi hái. Trong khi đó thì Lai ta cầm kiếm đúc đạn tiếp cận vào người của Humano ở khu vực đường giữa. Anh ta mất tốc biến, cũng bắt là có ý đồ từ Xiao Hu, nhưng mà nó không đủ độ chuẩn xác. Và ít nhất là Humanoid ta đã mất đi tốc biến ở pha trận đấu vừa rồi. Pha can thiệp vừa rồi đến từ Weiwei cũng có lẽ sẽ có những cái ưu điểm nhất định nếu như anh ta can thiệp thêm lần nữa, và đặc biệt là thời điểm mà Silas có chiêu cuối trong tay của Xiao Hu. Còn bây giờ thì Sejuani trong tay của Razop hình như chưa đi qua tầm nhìn, bây giờ anh ta đã lộ tầm nhìn rồi, bởi vì có con mắt được cắm ở dọc sông đến từ Weibo ở pha thi đấu này.
đã lộ rồi. Như vậy là bên phía của Weibo sẽ tạm thời có được cái thông tin tương đối ở khu vực ở dưới, còn khu vực đường trên thì Oscar Renin vẫn có được cái khả năng nhỉnh hơn về mặt chất tướng. Một pha hình như là cướp thành công. Anh ta cướp thành công được bùa xanh của đối phương và bây giờ cấp độ 4 từ Ra Dốc, cấp độ 3 từ Quay Quay. Hai bên sẽ cạnh tranh cua. Vấn đề là Quay Quay vẫn còn trừng phạt và anh ta sẽ quyết tâm lấy con cua này, tạm thời bật cái W lên và Ra Dốc cũng đang cố gắng phải công người trở lại, đã có được cua dành cho bên phía của mình và tốc biến bắt tay giữ cho thành công của đối phương, ép thành công được thanh tẩy của Noah và bên phía của Natus phải công người trở lại. Họ nhắm vào người của Chris bị làm chơi rất nhiều và anh ta đã phải nằm xuống và hai cuộc chiến công đầu nó dành cho Noah lại bắt buộc phải chạy. Quay Quay đang gặp nhiều người, anh ta còn tốc biến qua phía bên kia từ và tạm thời Quay Quay vẫn an toàn, nhưng là một mà hai cuộc chiến công đầu cho Natus cố gắng giữ con cua đến từ Weiwei ở pha thi đấu này. Và Chris anh ta định tạo ra một cái đột biến với tốc biến bắt tay, nhưng Noah còn thanh tẩy, anh ta thanh tẩy rất nhanh và khi mà hỗ trợ không còn tốc biến nữa và hơn nữa thì Razok anh ta đặt cấp độ 4, trong khi đó thì Weiwei mới chỉ cấp độ 3 ở pha thi đấu rồi. Giao tranh chắc chắn là có lợi dành cho Fnatic và hơn nữa Humanoid anh ta đẩy được đường giữa nữa, nó tạo ra một cái thế bánh mì kẹp thịt ở pha thi đấu này. Tình huống là Razok đi thẳng vào rừng của đối phương bởi vì anh ta biết rằng là Weiwei đã can thiệp đường giữa, tốc độ lên cấp độ 4 của Weiwei là không có và do đó Razok lấy được một mạng, anh ta cướp được bay cấp cùng với cả là lấy được chiến công đầu trong tiểu này dành cho Weibo, dành cho các thành viên của Fnatic. Rõ ràng đây là một pha giao tranh mà có lợi hơn về mặt cấp độ từ bên phía của Fnatic với cấp độ 4 của Razok. Anh ta là người tạo ra được nhiều tác động nhất trong đội hình của Fnatic trong pha giao tranh này. Và thật ra có một điều lúc nãy ở giai đoạn cấm chọn tôi chưa kịp nói, đó chính là nếu như che tên hai đội tuyển này đi thì cảm giác như ở cái giai đoạn cấm chọn nó đang rất cân bằng từ cả hai bên luôn. Đúng là như vậy, tôi nghĩ là có cái sự cân bằng nhất định bởi vì đội hình Weibo họ sẽ đánh 3 vs 3, 2 vs 2 là cực kỳ mạnh luôn, đặc biệt là khi mà Silas đi chung với cả một thành viên nữa, nhưng Fnatic họ lại mạnh hơn trong giai đoạn team fight. Nhưng ở pha thứ vừa rồi chúng ta thấy đó là Zeri cùng với cả một Koreata chưa có đồ, cái lượng sát thương tung ra nó rất là yếu nữa, hơn nữa thì sự chênh lệch cấp độ giữa hai người trên rừng bởi vì Weiwei đã đầu tư thời gian ra đường giữa rồi, nó khiến cho giao tranh nó thuộc về Fnatic. Bây giờ Fnatic họ đã có được một chiến công đầu, nó thuộc về Noah. Và đây sẽ là một con Aphelios rất xanh. Thậm chí là anh ta cầm cái lưỡi hái về nhà đã có bó tay sáng rồi. Khi mà hóa xong lưỡi hái, cái lượng chênh lệch tiền giữa hai người chơi xạ thủ là sẽ được cường hóa một cách tối ưu. Ở trong tầm 2 phút trước đó, khi mà chúng ta thấy bên phía của Weibo Gaming có một cái khả năng đi đường nhất định so với Natus phía bên kia, thì bỗng dưng với cái mạng hạ gục chiến công đầu này, Noah được ship một nguồn oxy khổng lồ và anh ta sẽ thở qua giai đoạn D-Land. Trong khi đó Natus cũng có được lợi thế đến từ chất tướng của Humanoid ở khu vực đường giữa và Razok đang tận dụng cái nhịp farm hơn rất nhiều so với Weibo bên kia. Kiểm soát con đầu tiên dành cho bên phía của Natus. Và Fnatic họ đã có được con rồng đầu tiên trong ván thi đấu này. 2 phút trước thì nó đã thế, nhưng bây giờ thì tình thế nó đã khác rồi. Hiện tại thì Fnatic họ đang là người kiểm soát bản đồ tốt hơn, họ đang có những tiên cơ nhất định và đặc biệt lấy con rồng đầu tiên là con rồng gió làm vốn. Lấy con rồng gió này nó sẽ khiến cho những cái đường di chuyển của Fnatic nó lẹ hơn ở trên bản đồ và hơn nữa linh hồn rồng sẽ không phải là linh hồn rồng gió, là một linh hồn rồng có thể mạnh dành cho Fnatic. Cái thế này đòi hỏi Humanoid phải tỉnh nha, để có thể đứng một cái góc an toàn hơn, anh ta nên đứng lệch qua bên phải một tí, tránh góc của Quay ra vì bên phải còn là Ra Dốc nữa. Và Humanoid rất tỉnh. Rất tỉnh. Và thế lính đấy là thế lính chắc chắn nó sẽ đẩy ngược về phía của Humanoid. Anh ta không có bất cứ một lý do gì để phải đứng cao ở pha thi đấu rồi. Trong thời kỳ mà Humanoid sắp hồi tốc biến và sau đó Humanoid sẽ thoát được pha gành. Và hơn nữa chúng ta để ý tới chỉ số lính giữa hai người trên rừng đang là chênh lệch nhau rất nhiều, cấp độ 6 so với cấp độ 4. Một cái sự chênh lệch cấp độ rất lớn đến từ hai người chơi đi rừng. Và cái chất tướng Bobby nó không phục vụ cho việc bạn pha bù người trở lại. Bây giờ tới công ở khu vực dưới là vô là bạn tung ra. Rất bất ngờ phải không? Vì Ra Dốc đã có được cấp độ 6. Chris cực kỳ thấp máu. Và Noah đang tiến lên và dứt điểm thành công được Chris. Anh ta không kịp dùng luôn cả cú cánh, hay chính xác cú cánh nó không còn trên người của Chris nữa. Tốc độ lên cấp độ 6 của Ra Dốc là quá khủng khiếp. Anh ta trước phút thứ 7 anh ta đã có được cấp độ 6 ở pha từ lâu rồi. Và nó khiến cho Chris anh ta phải là người nằm xuống chắc chắn rồi. Chọn vào mục tiêu là người Chris hoàn toàn hợp lý bởi vì Chris không có thanh tẩy, còn Lai thì có. Và tiếp tục là một mạng nữa dành cho Noah với việc là anh ta tốc biến lên kết liễu từ công người chơi hỗ trợ đối phương. Hai mạng dành cho Noah và anh ta sẽ có được món trang bị lớn rất sớm ở trong kiểu này. Rồi xong cái vòng rừng ba bãi lên đá từ Quay nó đang bị gọi là phá sản hoàn toàn tới thời điểm hiện tại. Nghĩa là với cái vòng rừng đó thì bên phía của Weibo Gaming cần phải thật sự triệt để về mắt trong thời gian ban đầu. Nhưng vì cái khởi động vòng rừng của Quay hoàn toàn nằm trên tầm nhìn của Natus nên đâm ra những bước đi của Quay lại được Natus đọc như là một quyển sách kìa. Đúng là như vậy, đọc như cuốn sách và thậm chí là Natus họ cũng chơi rất là chủ động ở trong những tình huống gọi là phán đoán tình huống. Và từ đó thì họ đầu tư không quá nhiều tài nguyên để né lên những cái pha gank của đối thủ Poppy và do đó thì họ
tiếp tục snowball. Lợi thế đến từ những người chơi đi rừng trước và sau đó thì họ đẩy sang người chơi xạ thủ là Noah. Và một tình huống gank thành công đến từ con Sejoni trong tay của Razok cấp độ 6 quá sớm đi, đang giúp cho Fnatic họ đã kiểm soát thế trận và bây giờ sẽ là sứ giả Kennedy đang được tấn công. Rồi Wayway ít nhất là vẫn kịp chạy cấp, anh ta đã có được sự giải phán quyết, quan trọng là dùng được hiệu quả hay không mà thôi. Bắt đầu gồng và đẩy được thành công vị trí của Razok về. Sứ giả nó sẽ thu quyền kiểm soát của Weibo Gaming, chắc chắn là như vậy. Một tình huống gỡ gạc rất tốt nha. Và sẽ là sứ giả phán quyết để có thể tạo ra một tình huống đột biến ở pha thi đấu này. Và nó thuộc về Weibo cùng với con sứ giả Khai Đức. Và hơn nữa là con sứ giả này sẽ giúp cho các thành viên của Weibo giảm đi một chút áp lực lên chính công trình của họ, bởi vì họ đang thua khá nhiều trong giai đoạn đi đường. Nhưng mà cũng phải có những cái đánh đổi người trở lại khi mà Noah có được cho mình một cái lớp giáp trụ ở khu vực đường dưới, vì không hề có áp lực từ các thành viên còn lại từ cả hai bên luôn. Đâm ra Noah bây giờ đang rất xanh với một cây KD 200. Tấn công vào Sahu ở khu vực đường giữa bị hất tung thành công và sau đó cầu được điều vào xoáy và outplay luôn cái tốc biến của Sahu. Và cái lướt đến từ Sahu thì bị hút ngăn cản cái pha lướt về tốc biến thì vẫn ở trong tầm xoáy ở pha thi đấu vừa rồi. Và Humanoid kết hợp với cả Razok lấy được một điểm hạ gục dành cho Humanoid. Một tình huống trời quá chuẩn chỉ đến từ các thành viên của Fnatic. Họ không mất đi bộ la bàng ở pha thi đấu vừa rồi, họ chỉ mất đi cái lệnh sóng âm mà thôi. Và thậm chí là bóc luôn cái tốc biến đến từ Xiaohu. 3-0. Và tiền Fnatic đang hơn đối phương là gần 2k. Tín hiệu dừng game ở ngay khoảng thời gian bắt đầu. Và giờ thì Natic đang có lợi thế rất lớn trước Weibo Gaming. Mọi thứ nó đang ủng hộ rất nhiều dành cho Natic trong việc là họ tìm kiếm một ván thắng trước Weibo ở trong bảng đấu tiền như thế này, khi mà cái yếu tố tâm linh đã được hoàn thiện rồi. Và bây giờ nhìn đi khoảng cách về tiền, Noah đây là người cầm 4.200 tiền. Nhưng nên nhớ một điểm đó là anh Chí à, nên nhớ một điểm, Weibo vẫn là một đội tuyển được đánh giá là rất đặc biệt. Đúng. Những cái gì mà họ thua họ sẽ có cách để tìm lại được trong cái lúc mà họ đang ở trong thế thua tương đối nhiều. Nhưng nếu như mà họ thắng có thể họ sẽ để cho đối phương lật kèo, đặc biệt là trong trận với G2 Sport. Bây giờ thì Fnatic họ đang có dấu hiệu là muốn cam ra đường giữa thêm một lần nữa, bảo vệ cho Humanoid đẩy sang tên lính này. Con cua ở sông dưới đang được Poppy trao tay Weibo kiểm soát và đã có cua dành cho Weibo rồi. Lợi thế với cấp độ đã không còn nữa, thuộc về Razok. Do đó tạm thời thì ít nhất là Weibo anh ta vẫn sẽ có được một cái chỉ số lính ổn, mà hơn nữa anh ta có thể can thiệp sang những đường tiếp theo. Ít nhất là sẽ tạm gác qua một khoảng thời gian khó khăn đến từ Weibo. Nhưng bây giờ khu vực Trader Side anh ta vẫn đang chưa bị trụ bắn, nhưng đó là chưa khô máu từ Oscarin. Và Trader Side bắt buộc phải bật luôn cái chiêu cuối. Hai bên người chia đường trên trao đổi chiêu cuối với nhau. Nhưng tình huống vừa rồi là Oscarinin anh ta đã khiến cho The Side mất đi rất nhiều máu ở pha thi đấu đó. Tuy nhiên là The Side cũng đã có được một lớp thiên trụ đường trên rồi. The Side đã thở qua được giai đoạn khó khăn nhất của một lời chấp đối đầu với cả Kasante. Nhưng bây giờ ta muốn chặt lại Q1 chuẩn xác, nhưng mà Q2, Q3 thì trượt. Cho nên tạm thời không hề có một cái đột biến nào ở khu vực ở trên. Bên phía của Natic đang khởi động vào con rồng ở khu vực ở dưới và họ đang có một lợi thế tương đối. Bây giờ bắt đầu gồng sư dòng huyết từ phía của Quay, anh ta đánh thành công được một người về, đó chính là Razok. Và Weibo Gaming đang kiểm soát lại bên trong khu vực hang rồng. Natic đang quay người trở lại 2.000 móc của rồng, đó là hợp chế đưa lại buông ra vô bắn được dùng đến từ vị trí của Razok. Anh ta đã quay người trở lại vùng chiến và cướp thành công rồng ngược trở về cho bên phía của Natic. Hai rồng dành cho họ và họ đang truy đuổi thêm, họ muốn tìm kiếm và Quay, người đang cực kỳ gặp nhiều khó khăn, và Quay vẫn lùi về được. Nhưng Razok đã có được con rồng thứ hai trong ván thi đấu này, một tình huống trừng phạt thành công với cái việc mà kết hợp nổ sát thương đến từ cái bô la bang được tung ra bởi Razok ở pha thi đấu vừa rồi. Và sát thương là đủ để giúp cho Fnatic họ có được con rồng thứ hai. Như vậy không cần có mạng, Fnatic họ vẫn có được những cái lợi thế nhất định trong việc kiểm soát mục tiêu. Và bây giờ Noah đã hóa xong cái lưỡi hái, anh ta sẽ về nhà và hoàn thành có thể sẽ là một cái bóc diệt thủy quái. Và cái nhịp giữa con Aphelos và con Jerry, mà khi mà Aphelos, không chính xác là bất kỳ một bên vị tướng xạ thủ nào có được cái nhịp độ nhỉnh hơn, thì vị tướng xạ thủ ngược trở lại sẽ rất khó đánh trong khoảng thời gian tiếp theo, đặc biệt là trong những pha giao tranh tổng. Đồng ý với anh Chí, bởi vì rõ ràng là cái dàn chắn của Fnatic ở trong ván thi đấu này cũng cực kỳ cứng cáp nữa. Sứ giả thả ra đường giữa này tạm thời được hút sẽ là hai lớp kiên trụ dành cho Weibo trong tiểu này. Và tạm thời thì ít nhất Weibo họ đã cũng đã khiến cho cái lượng tiền bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 1k rưỡi mà thôi. Và hơn nữa thì con đôi chấp trong tay của The Side cũng đang có được một chỉ số lính ổn bên trên, và anh ta đang bắt đầu tạo ra một tình thế đẩy ngược lại so với cả Oscarinin. Móc diệt thủy quái đã có dành cho Noah. Và bây giờ thì bên phía của Natic đang có một cái lợi thế quá không đầu ở khu vực ở dưới. Khu vực nữa trên thì The Side đúng là có những cái nỗ lực nhất định, nhưng mà nỗ lực của anh ta liệu có đủ không? Khu vực đường giữa là không giữ chân thành công, né khá tốt của Humanoid, và anh ta quá lắc léo,
lắc léo thực sự và thậm chí là xoay người trở lại trả thương vào người của Sehu. Anh ta mất đi nửa máu. Humanoid vẫn đang áp lực về lượng máu của Sehu và khiến cho Sehu bắt buộc phải lùi về. Và chơi rất tự tin thì Humanoid anh ta không sử dụng tốc biến ở pha từ bao giờ và thậm chí anh ta còn né gần như là hết những kỹ năng định hướng của đối phương. Và Sehu cùng với cả Weiwei ở pha thi đấu vừa rồi không tạo ra được những cái áp lực nhất định, thậm chí là Sehu anh ta còn mất máu nhiều hơn khi mà Humanoid tung ra cái lệnh sóng âm. Bây giờ đẩy sang tờ lính này và sau đó thì đang có dấu hiệu là muốn kiểm soát sông đi từ Humanoid. Và tạm thời Fnatic họ vừa bay, họ lại vừa có một phong thái vô cùng tự tin ở trên những gương mặt của họ. Và bây giờ Oscar Renin vẫn là người gặp khó khăn nhất thôi. Giờ sai vẫn là phải là người gồng gánh dành cho Weibo với con bài chốc này khi mà anh ta cống rỉa máu liên tiếp với những pha quỷ kiếm Rakit. Và bên phía của Weibo Gaming chắc là cái cơ sở của họ sẽ là con sư giả tiếp theo để có thể có khả năng giao tranh 3-3 ở khu vực trên. Nhưng nếu như Fnatic kiểm soát thế lính ở khu vực ở dưới tốt thì đó sẽ không còn là 3-3 nữa. Đúng là như vậy. Nếu như đánh nhau 3-3 khỏe thì nhiệm vụ lớn nhất của Humanoid là đẩy cao ở đường giữa. Chỉ cần đẩy liên tục sẽ khiến cho Weibo họ sẽ phải phòng thủ ở trong trụ. Nó sẽ khiến cho cái sức mạnh đến từ một con Sylas đánh chung với những người đồng đội của họ sẽ bị giảm đi một cách đáng kể. Và khi mà đến team fight với một con Aphelios xanh như thế này, với khả năng 5v5 cực kỳ mạnh trên người của các thành viên Fnatic thì họ sẽ có được những lợi thế nhất định. Thằng Holland kết hợp cả số thiên lý, tốc độ tấn công công trình là quá nhanh. Cái trụ đầu tiên đã thuộc về Fnatic, họ sẽ hơn đối phương là gần 3k tiền. 450 chảy vào túi Noah. Và bây giờ cái lượng tiền mà Noah gác so với lại Lai chắc là phải gần 2k. Bây giờ bên phía của Dorsai đang cố gắng những cái nỗ lực của anh ta để có thể cấu rỉa vào máu của Oscar Renin và tạo ra lợi thế trước thềm sứ giả cho bên phía của Weibo Gaming. Hiện tại thì Weibo họ đã kiểm soát sứ giả tốt hơn do Dorsai vẫn còn phun máu và hơn nữa anh ta đẩy trước so với cả Oscar Renin. Oscar Renin vẫn còn dịch chuyển nhà, không biết là Fnatic họ có muốn đánh hay không đây. Sứ giả được tấn công và có lẽ rằng là bên phía Fnatic họ quyết định là bỏ cái sứ giả này để giúp cho Orianna trong tay Humanoid xuống đường dưới để có thể phòng ngự, trong khi đó thì Aphelios trong tay của Noah mới về nhà một đồ, anh ta xách thêm một cái kiếm BF nữa và chạy ra đường giữa phòng thủ. Như vậy quyết định của Weibo là có được sứ giả và Fnatic họ bỏ con sứ giả này. Hay, buông bỏ được cái chấp niệm là phải đánh sứ giả ở trong thời gian này với một cái bất lợi từ khu vực đường trên. Fnatic đã có một cái sự trưởng thành theo thời gian và bây giờ rồng tiếp theo của Vendor sắp ra đời. Họ vì không đánh sứ giả sẽ có rất nhiều nhịp để có thể chuẩn bị cho con rồng sắp tới. Đúng là như vậy, họ sẽ là người di chuyển trước để kiểm soát con rồng thứ ba trong ván thi đấu này. Thậm chí họ đi thẳng giữa đối phương sẽ hú mất tập biến. Quá dễ dàng. Họ sẽ kiểm soát con bùa xanh. Ui. Đường dây mạo hiểm đến từ Noah. Nhưng anh ta vẫn sẽ sống sót ở trong tiểu này, có được bùa xanh rồi. Nhưng bây giờ Noah đang đứng ở một góc khá là khó nha. Chris đang tiếp cận nhưng mà chưa đủ, bây giờ là dịch chuyển từ the side để có thể chặn đầu vào người của Humanoid. Bên phía của Oscar Renin thì đang farm ở khu vực nửa trên và dịch chuyển đang được đầu tư từ bên phía của Oscar Renin rồi. Bây giờ Humanoid gặp nhiều nguy hiểm mà ta mất tốc biến. Bên phía của Weibo Gaming đầu tư cả 3 người xuống khu vực ở dưới, cú xoáy tung ra câu được một chút thời gian nhưng bên phía của Humanoid chắc chắn sẽ phải nằm xuống mà thôi. Sao có được mạng gục. Nhưng tình huống đó là tình huống mà Oscar Renin anh ta dịch chuyển lên đường trên ạ. Một tình huống mà rất khó hiểu đến từ người chơi đường trên của Fnatic. Anh ta không cần phải vũ trụ để làm gì cả. Đội hình của họ là một đội hình đánh 5 năm mạnh và họ có được những vị tướng như Ori, như là con bài là Aphelios đá xanh, mà anh ta lại dịch chuyển lên đường trên để đẩy lẻ với một con Kassante, quyết định rất khó hiểu của họ. Và họ đã mất đi người chừng giữa rồi, cái nhịp kiểm soát rồng sẽ bị chậm lại một chút xíu. Nhưng Weibo không có thời gian để họ ăn rồng bởi vì Fnatic họ đang đẩy đường giữa này. Noah đang rất áp lực ở khu vực đường giữa, anh ta áp lực vào người Lai một cái nhẹ nhưng sứ giả hút vào cái thứ hai. Sứ giả này khá ổn như bên phía của Weibo ấy chứ. Đúng là như vậy, họ đã có cái trụ đầu tiên ở dưới rồi và cái trụ thứ hai đang còn tương đối thấp máu. Bây giờ dịch chuyển tới đến từ Humanoid trong tình huống này, chúng ta sẽ điểm qua những cái đồ và ngọc sức cấp nào, những cái phép hỗ trợ nào. Tiếp cận vào người của đời xã khu vực đường giữa, tốc biến được đầu tư giữ cho thành công của Lai. Lai có thanh tẩy và tốc biến được đầu tư và tạm thời Lai và an toàn. Oscar bị tấn công người trở lại và ta đã phải nằm xuống. Mã hạ gục dành cho Sehu. Một tình huống chơi rất cảnh giác đến từ Lai trong tình này và bắt tay thành công với Chris, đẩy văng Kassante ra không cho đối phương sử dụng cái chơi khô máu và hơn nữa là sứ giả phản quyết đẹp để khiến cho Oscar Renin nằm xuống rồi. Bây giờ Fnatic họ là một tấn công sơ sài. Tấn công vào người Dorsai ở khu vực đường giữa và Dorsai chuyến này đi xa lắm rồi. Bằng người bên phía của Fnatic đang bắt đầu rút vào bên trong khu vực hang rồng nhưng đó là hợp chất điều lại tung ra ngay lập tức là có chiêu cuối từ Jimmy và Fnatic quay ngược trở lại bên trong khu vực hang rồng này. Weibo Gaming phải tạm thời lùi ra một nhịp nhưng Sehu có vô la băng trên người nha. Còn trong khi đó Razok vẫn đang chưa hồi lại vô la băng, cậu được đặt ra khá áp lực từ Humanoid nhưng hiện tại cũng không còn xoáy nữa. Rồng còn 3 ngàn máu, rồng sẽ nằm trong tầm cạnh tranh đến từ cả hai bên. Hang máu rồng nó thuộc về bên phía của Fnatic nhưng vô la tung ra giữ cho thành công và có được bàn gục đầu tiên của Jimmy. Quay khá thấp máu tạm thời lùi một nhịp, đó là anh ta nói khá nhiều sát thương
Arizona. Vô la bàn trả ngược trở lại, vô la bàn hồi thành công và Lai sẽ phải tắt điện. Razok có được bàn ngục và anh ta bắt đầu đi lòn, lòn vào ba thành viên của Weibo Gaming. Liệu được hay không? Câu trả lời là hơi khó và Weibo Gaming mở đường máu lùi về, nhưng họ đã lỗ rồi. Chắc chắn là họ lỗ ở trong tình huống này, họ bắt được người chơi hỗ trợ của đối phương nhưng Lai cũng phải nằm xuống, và hơn nữa là Fnatic họ đã có được dòng thứ ba. Nếu xét về mạng là 2-2 khi mà Zersai bị bắt lẻ ở đường giữa. Tuy nhiên, dòng thứ mà Fnatic họ rất muốn là một con dòng hóa kỹ, linh hồn dòng sẽ là linh hồn dòng hóa kỹ dành cho Fnatic. Và tạm thời họ chỉ còn cách linh hồn dòng sẽ chỉ là một con dòng nữa thôi. Và hơn nữa, linh hồn dòng hóa kỹ sẽ là một linh hồn dòng tôi thấy là mạnh ở trong ván thi đấu này, đặc biệt là giải đi những hiệu khống chế được gây ra đến từ Reta. Đây, Reta muốn tiếp cận vào Weibo Gaming ở phần giữa. Bắt tay rất hay đến từ một con Reta, và hơn nữa sứ giả phản quyết đã khiến cho đội hình đến từ các thành viên của Fnatic họ bị chậm, họ bị mất người, họ bị thiếu người trong pha thi đấu vừa rồi. Và Oscar Rinin nằm xuống rất nhanh, nó khiến cho giao tranh trở thành 5v4. Nhưng giờ sai bị bắt lẻ ở đường giữa, nó chính là chìa khóa để giúp cho Fnatic họ có thể tiến ra cùng hàng rồng. Và tình huống này, tình huống mà Razok giữ lại được con rồng và chính là nguồn hy vọng, và hơn nữa là Fnatic họ có hai nguồn sát thương quá là uy tín ở phía sau, và có một dàn chắn cũng rất uy tín, đó là Razok, và họ chỉ cần đánh lên thôi, bắt người chơi xạ thủ đối phương. Bây giờ Fnatic họ đang hơn đối phương là tầm khoảng hơn 1k tiền, họ đã có được 3 con rồng và tỷ số hiện tại là 5-3. Và cái quan trọng nhất là họ đang nuôi được một con quái vật mang tên Aphelios nằm trong tay của Noah, với cây đẹp 301 đã có được hai món trang bị ở thời điểm rất sớm rồi. Và Noah lát nữa gần như là sẽ outdam toàn bộ lượng sát thương của Weibo Gaming có thể tạo ra. Nhưng ít nhất là Weibo họ có được 3 mạng trên người của Sylas, và anh ta đã có được hai món lớn rồi. Hai món của anh ta sẽ là những cái món mà có khả năng xuyên kháng phép rất mạnh nha. Do đó thì các thành viên của Fnatic họ sẽ phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là Noah, với khả năng sốc sát thương nếu một con Sylas lên đồ theo kiểu là phun sát thương như thế này. Và tạm thời Fnatic họ vẫn sẽ có được những lợi thế nhất định, nhưng Weibo, đây là thời điểm mà Weibo họ nên đẩy nhanh tốc độ ván đấu này, bởi vì đây là thời điểm mà Weibo họ sẽ có được ngưỡng sức mạnh tốt nhất so với đối phương. Nhưng mà nó phải đòi hỏi khai hước. Khoan, ở trong trường hợp này Chris có cảm hiểu hay không? Ra là không, anh ta bắt tay tốt và khiến cho đối phương chậm nhịp tấn công. Nhưng mà Humanoid có thể nằm trong vòng vây của Weibo mình. Tuy nhiên, Natic lại kẹp người trở lại trong lừa có lừa. Razok bị tấn công bởi Dersai, anh ta bị kéo người trở về bởi cái W của Dersai. Tuy nhiên, trả luôn cả Volaban nhắm vào người của Dersai. Dersai bắt buộc phải bật chiêu cuối, vẫn đang bị giữ chân liên tục, và Dersai cực kỳ tham máu trở về dàn cứu cánh. Dersai không có ai cứu cả và đã phải nằm xuống một hàng gục dành cho bên phía của Natic. Weibo lao vào tìm kiếm vào người của Humanoid, nhưng có vẻ anh ta đang chỉ muốn chạy mà thôi. Anh ta chạy về chỗ tốc biến để đầu tư, và Razok cũng sẽ tạm thời lùi về một mạng cho bên phía của Natic. Và rõ ràng tình huống di chuyển hai đến từ Razok nó khiến cho tình huống nấp ở trong mũ của Weiwei trở thành vỡ ích ở pha từ lúc vừa rồi. Một con Sejuani quá trâu trong tay của Razok, nó che chắn hết tất cả mọi thứ. Và giờ sai, cái lượng sát thương của anh ta là có, nhưng khả năng chống chịu của anh ta thì lại không quá nhiều. Và do đó thì anh ta bị sốc sát thương đến từ một con Orianna trong tay của Humanoid. Và từ đó, cơ hội phản công ngược lại với một tình huống núp bụi của Weiwei trở thành vô ích. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Ba thành viên của Weibo tấn công Razok, nhưng Razok quá trâu ở pha thi đấu đó, và thậm chí là Jimmy tới để hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Và giờ sai bắt lại, anh ta nằm xuống, và Weibo lúc đó thì anh ta mới bắt đầu lò dò từ bụi chui ra, nhưng từng đó là không đủ, anh ta đã bị như cá nằm trên thớt và phải lùi về trong tình huống này. Và Natic họ có một tình huống di chuyển và phản công thành công. Natic đang đánh bay thật sự. Mặc dù là cái khoảng cách về tiền nó không phải là quá nhiều cho bên phía của Natic ở thời điểm này, là 2.000 tiền ở thời điểm phút 21, nhưng vì nó tập trung vào một mục tiêu rất quan trọng, đó chính là Noah, cho nên đâm ra cái khoảng cách 2.000 tiền này cực kỳ giá trị cho Natic, cộng với áp lực về linh hồn rồng nữa. Đúng là như vậy, và thậm chí Orianna trong ván thi đấu này cũng có được chỉ số lính và chỉ số farm rất là tốt, và chỉ số KDA của anh ta cũng đẹp nữa. Và do đó thì hai nguồn sát thương của Natic là vô cùng dồi dào, về nhà đã có được một cái quyền trượng đại thiên sứ luôn rồi. Và đây là thời điểm mà Fnatic họ quá mạnh rồi. Và càng đánh thì đội hình của họ lại càng mạnh hơn so với đối phương, nó càng dễ chơi hơn so với đối phương. Và do đó thì cửa để bật lại đến từ Weibo là hơi khó nha. Họ sẽ cần phải cố gắng bắt lẻ được một hai thành viên nào đó của đối phương đi lạc. Nhưng nếu như Fnatic họ đánh chung với nhau ở con rồng tiếp theo, cái cửa lao vào đến từ Weibo là cực kỳ khó. Nó đòi hỏi CO phải làm được một cái điều gì đó thật sự đặc biệt để có thể tìm kiếm vào vị trí của Noah. Nhưng mà kế bên Noah là một con Milo có rất nhiều bảo hiểm, cho nên Sehu cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn mà thôi. Bây giờ Sehu đây, anh ta đang trong những cái nỗ lực làm điều đặc biệt của mình, dùng luôn cả chơi khô máu, và hai bên cả vào nhau một nhịp nhẹ khi mà Noah tới. Ui, thì tất cả phải lùi về vì Noah anh ta bắn quá kinh dị, tốc biến bắn và dứt điểm thành công được Sehu.
bên phía của Fnatic bắt đầu tràn lên. Đó là Ryzhov đứng ở tuyến đầu và ánh điện bung ra, nó trúng vào người của Wayway. Đời sai đám xuống nhưng cũng chỉ có thể lùi về. Và mặt nó chạm nhẹ vào người của Lai và khiến cho Lai phải thấm thía cả đời. Dòng sẽ là mục tiêu tiếp theo đến từ các thành viên của Fnatic. Họ đang đánh vô cùng bay và khiến cho Weibo không thở được ở trong ván thi đấu này. Một con xe Johnny trong tay của Ryzhov quá xuất sắc, và hơn nữa Humanoid ta chơi một cách cẩn thận và chắc chắn. Noah thì đang sành và sẽ là linh hồn rồng thuộc về Fnatic. Một linh hồn rồng rất sớm, với chỉ với 2 phút thứ 24 mà thôi, mới chớm phút thứ 24. Và lợi thế của họ là quá nhiều, họ hơn đối phương về tiền, hơn về linh hồn rồng, họ hơn đối phương về chất tướng, về giai đoạn sau. Và bây giờ họ sẽ chơi một cách cẩn thận để hướng tới có thể sẽ là con Baron đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Họ chỉ cần chờ súng đẹp của Noah mà thôi, vì Noah thời điểm hiện tại đã lập 3 món trang bị rồi, chỉ cần một cái thăng hoa thiên lý. Ngay lập tức bên phía của Fnatic sẽ tìm kiếm vào con Baron. Xiaohu cố gắng chơi khô máu đẩy đối phương về, nhưng rõ ràng đẩy Kassante về chưa bao giờ là một cái phương án nó hay cả. Và Noah trả sát thương ngược lại, Aphelios quá xanh. Anh ta bắn vào người của Xiaohu và Xiaohu tụt máu không phanh. Bây giờ tỷ số là 7-3, Fnatic họ đang muốn kiểm soát Baron này. Tốc độ Baron của họ là rất nhanh, và hơn nữa có một điểm đó là họ Baron không tốn quá nhiều máu. Nhưng mà mất gần hết súng thăng hoa rồi, và thiên lý cũng không còn quá nhiều trong băng đạn, cho nên bên phía của Noah cộng với Fnatic cần phải lùi về một nhịp. Họ chỉ cần đánh chậm ở thời điểm hiện tại và chờ cho sức mạnh của Noah tiếp tục được phát huy. Và hơn nữa là họ kiểm soát tầm nhìn và để cho đối phương vào những góc có, thì những cái lệnh sóng âm đến từ một con Orina trong thể Humanoid nó sẽ phát huy tối đa sức mạnh. Đây, đẩy đường giữa rất chuẩn bài, chạy thẳng vào dùng đối phương kiểm soát bắt. Và sau đó thì có thể là kích hoạt Baron để câu đối phương ra. Lựa chọn hoàn toàn đúng đắn đến từ Fnatic. Và hơn nữa phần thưởng họ đang là một con bồ đỏ trên người của các thành viên team Fnatic. Rồi, bắt đầu kiểm soát người trở lại. Weibo muốn tiến lên, họ tìm kiếm vào của Trimby, nhưng Trimby có đủ độ tốc độ chỉ để có thể lùi về. Và anh ta lùi về được sau đó. Weibo Gaming đang bị thua thiệt về lượng máu, hợp chí đội bắt buộc phải trả ra. Nó làm quấy rối đội hình của Fnatic nhưng không quá nhiều. Oscarin đang bắt đầu tiến lên, anh ta tìm kiếm về của Chris. Chris bắt buộc phải đầu tư cái tốc biến. Còn phía bên kia Weibo đang bị tấn công ngược trở lại. Lai bị tiếp cận bởi Ryzhov và Weibo đã phải là nạn nhân đầu tiên từ bên phía của Fnatic rồi. Phía bên kia một mình Oscarin đang zone 3 thành viên của Weibo Gaming, và đời sai nỗ lực của anh ta là không đủ. Anh ta bổ người trở lại nhưng sẽ thương lộc quá thấp. Bây giờ tiếp tục là về dạng cung cánh. Nhưng bao nhiêu cánh chưa đủ với anh ta đây. Oui. Lai cũng có thể bị tiếp cận. Anh ta lướt về được, bắn ngược trở lại vào người của Oscarinin. Nhưng Oscarinin có sự hỗ trợ từ đồng đội. Và Weibo đã mất đi hai người rồi. Sẽ là con Baron thuộc về các thành viên của Fnatic khi mà Weibo đang ở trên bảng đếm số ở pha thi đấu này. Weibo muốn đánh, nhưng đó là thứ mà Fnatic họ cần. Họ muốn giao tranh, đó là Weibo. Và Weibo họ đã để cho đối phương thả diều ở pha thi đấu vừa rồi. Humanoid đứng ở cánh một mình, anh ta tạo ra những rất khó chịu với con bài Orianna này và khiến cho Weiwei gần như bị out combat. Anh ta lùi về cũng không được mà tiến lên cũng không xong. Đây chúng ta sẽ thấy Humanoid, anh ta xử lý giao tranh này nó hay như thế nào. Giữ chân Weiwei lại và hơn nữa là câu kéo các thành viên của Weibo, khiến cho đội hình họ tách thành hai mảnh. Và Lai lúc đó sát thương người ta, tấn công người Humanoid, nó khiến cho Humanoid mất nhiều máu. Thì Humanoid ta lại lùi về và giữ vị trí ổn. Ở bên này thì Oscarinin che chắn tốt, một mình ta cân 3 thành viên đối phương. Và chỉ cần thế thôi, Fnatic họ có được mạng của The Sai, họ có được mạng của Weiwei, và từ đó họ có thế để tấn công Baron, mở ra chìa khóa, mở ra nút thắt của ván thi đấu này. Một cái ván đấu quá bay từ bên phía của Fnatic. Và nếu như xét đến thời điểm thực tế, thời điểm hiện tại thì đúng, Fnatic đã có được cho mình bù lại Baron. Họ tiếp tục snowball quả cầu tiến này, họ tấn công vào người của Dersai, và Dersai bắt buộc phải mất đi chiêu cuối và mất luôn cả cái bóng vuốt Starak rồi. Bây giờ thì Fnatic họ đang bắt đầu đẩy lên đường trên. Họ chỉ cần đánh chung với nhau 5v5 thôi đã có những cái lợi thế vô cùng lớn cho đối phương rồi. Giai đoạn mạnh nhất của các thành viên Weibo đã qua đi, giai đoạn của mạnh nhất của Fnatic đã tới, và họ đang có bù lại Baron trên người, họ đã có linh hồn rồng trên người nữa. Quá khó dành cho Weibo rồi. Xiaohu, 3 món trang bị, anh ta làm được gì để có thể cứu rỗi cho Weibo Gaming thời điểm hiện tại hay không? Khi mà Noah như một thế lực ở khu vực nửa trên, anh ta bắn và bào đi rất nhiều máu của trụ ba khu vực đường trên. Còn khu vực đường giữa thì đời sai đã chính thức rơi vào thời kỳ bất lực của mình. Đúng là như vậy, thậm chí là Weibo không có những vị tướng có khả năng phòng thủ tốt. Lao ra đến từ Xiaohu, nhưng mà anh ta mất máu không phanh và ta bị trả sẽ thương ngược trở lại. Bắt buộc phải đánh một người đi.
đó chính là vị trí của Noah. Nhưng mà bỗng dưng Đờ Sai lại phải là người chịu trận thay. Anh ta bắt buộc phải mở tốc biến, nhưng các thành viên của Natic đã đuổi tới rồi. Một bắn từ Noah và dứt điểm thành công của Đờ Sai. Hơn người từ bên phía của Natic, họ vừa đang chen lên. Đó là Ocarina tốc biến Q3 giữ thành công vào người của Lai. Lai đang bị víu chân và đó là anh ta nói nó hơi lạc lối một chút. Noah đổi súng, anh ta bắn vào trong người, anh ta tốc biến lên, bắn vào người của Lai và Lai ở dạng cứu cánh. Anh ta sẽ phải nằm xuống là bố mày hạ gục dành cho Natic. Và bây giờ Xiaohu anh ta muốn dịch chuyển ra sau nhưng không làm được gì cả, chặn lính nhưng vẫn còn lính. Và Razop đã muốn tìm vào Xiaohu nhưng không cần nữa rồi. Và sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên Fnatic ở trong ván thi đấu thứ nhất này. Họ thi đấu quá bay, đặc biệt là một con xe Johnny trong tay của Razop hoạt động vô cùng hiệu quả ở thời điểm đầu ván đấu. Nó khiến cho xạ thủ của Fnatic cực kỳ xanh. Humanoid cũng có những tình huống xử lý vô cùng tỉnh táo. Và chiến thắng dành cho Fnatic ở ván thi đấu thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng, tỷ số là 1-0. Một chiến thắng quá thuyết phục từ bên phía của Fnatic. Họ tận dụng được những thông tin nhỏ nhất trong khoảng thời gian ban đầu với cái khởi đầu vòng rừng của Wayway. Họ phản ứng ngược trở lại và từ đó trở đi họ lăn một quả cầu tuyết khổng lồ. Nó khiến cho Weibo Gaming dù cho họ có biến động cao đến như thế nào cũng không thể nào tạo ra đột biến được. Đúng là như vậy, đã có những nỗ lực đến từ Wayway cùng với những người đồng đội của anh ta để giúp cho Weibo họ có thể quay trở lại ván thi đấu, họ có thể gỡ gạc được một cái điều gì đó trước đối phương. Nhưng những cái bước di chuyển đến từ Sejoni nó hay quá, nó khiến cho tình huống dình đến từ Wayway ở sông trên, ở bụi cỏ phía trên của bản đồ là gần như vô ích. Và từ đó thì Wayway bỗng dưng biến thành gã hề và chiến thắng dành cho Fnatic. Và một trận đấu quá xuất sắc đến từ Razop. Orianna trong tay của Humanoid cũng xử lý tốt và Noah nhiệm vụ anh ta xanh sớm bắn nát đội hình đối phương. Quá đơn giản dành cho Noah, nhưng mà nói đơn giản thôi chứ thật ra bên phía của Natic đã đánh quá chuẩn chỉ để khiến cho Weibo Gaming không thể nào làm được gì hơn. Và cái vấn đề từ bên phía của Weibo Gaming là con Salad ở khu vực đường giữa có vẻ là không đó, đã không quá hiệu quả rồi. Thực ra thì nếu mà nói không hiệu quả thì nó không hẳn đúng. Bởi vì rõ ràng Sejoni trong tay của Razop can thiệp. Và anh chỉ nhớ cái tình huống mất lát với cả mất vẫn phải lên nằm xuống hay không. Tình huống đấy xử lý rất hay bởi Razop. Đó là một cái ván đấu quá tuyệt vời từ bên phía của Natic. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút.